chiến tranh vẫn đang rực lửa ở Đông Âu. Nga và Ukraine có thể đã mất tổng cộng 800.000 binh sĩ trong 2 năm chiến sự, cùng hàng nghìn khí tài hai bên bị phá hủy trong giao tranh. Đó là những hậu quả khủng khiếp mà cuộc chiến trên bộ lớn nhất châu Âu từ sau Thế chiến thứ hai gây ra. Sau 2 năm giao tranh dữ dội, tình hình chiến trường giữa Nga và Ukraine gần như không thay đổi, chỉ tổn thất hai bên là không ngừng tăng lên. Nga gần đây chiếm thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine và đang dùng lực để tiếp tục tấn công, nhưng nhiều khả năng sẽ không tạo được đột phá nào đáng kể khi cuộc chiến bước vào giai đoạn giằng co. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ nhìn lại cuộc chiến hao tổn xương máu này của đôi bên sau 2 năm xung đột quý vị nhé! Tính đến cuối năm 2023, Nga chỉ kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine. Tỷ lệ này là 7% vào đêm trước xung đột và tăng lên 27% trong những tuần đầu sau chiến dịch được phát động vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nga hồi cuối năm 2022 tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson, dù không kiểm soát hoàn toàn những tỉnh này. Nguồn viện trợ từ phương Tây tiếp tục đổ vào Ukraine trong năm qua với hy vọng giúp chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky theo đuổi cuộc phản công được ấp ủ từ lâu. Mặc dù Ukraine đã tận dụng được những sai lầm chiến thuật của Nga trong năm đầu tiên, cuộc phản công vào mùa hè năm 2023 của họ đã thất bại. Kiev không thể đẩy lùi quân Nga ra khỏi lãnh thổ như tuyên bố trước đó và cũng không thể giành được vị trí tốt để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong bối cảnh hai bên đều hứng chịu thiệt hại nặng nề, quan chức Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái cho biết tổng số lính thiệt mạng và bị thương của cả hai bên là khoảng 500.000 người. Nhưng sau gần 6 tháng, con số này nhiều khả năng đã cao hơn đáng kể. Quân đội Ukraine ngày 22 tháng 2 cho biết tổng cộng 407.240 binh sĩ Nga đã chết và bị thương kể từ khi chiến sự nổ ra. Con số này gần tương đồng với mức tổn thất mà Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh Sam Happy đưa ra hồi cuối tháng 1. Happy cho rằng lực lượng quân đội chính quy Nga ghi nhận khoảng 350.000 thương vong ở Ukraine, cùng với hàng chục nghìn thành viên công ty quân sự tư nhân Wagner. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi tháng 11 năm 2023 tuyên bố 383.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ đầu xung đột. Nick Reynolds, nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh RUSI, nhận định con số này có thể quá cao so với thực tế. Song, ông thêm rằng đây vẫn là cuộc chiến rất đau đớn với người dân Ukraine. Với con số hai bên đưa ra, gần 800.000 binh sĩ Nga và Ukraine đã tử trận, bị thương trong những cuộc đụng độ ác liệt trong 2 năm qua. Trên chiến trường hỗn loạn, không ai có thể thật sự biết con số chính xác về thương vong của hai phía. Theo Kurt Volker, cựu đại diện của Mỹ trong các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine. Nhưng ngay cả khi thống kê có sai sót, giới quan sát cho rằng con số thương vong đã phần nào phát họa mức độ ác liệt của 2 năm xung đột. Ukraine có thể đã ghi nhận nhiều thương vong trong mùa hè đầu tiên của xung đột, trước khi các nguồn viện trợ của phương Tây được chuyển đến và Nga đang sử dụng hỏa lực mạnh mẽ nhất. Theo Frederic Mertens, nhà phân tích Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược The Hague ở Hà Lan, nhiều binh sĩ, sĩ quan dày dạn kinh nghiệm và được đào tạo bài bản nhất của cả Nga và Ukraine đều trở thành nạn nhân của những đợt pháo kích, tập kích dữ dội trên chiến trường, nơi số phận lực lượng bộ binh trở nên vô cùng mong manh trước các loại hỏa lực mạnh và máy bay không người lái UAV tự sát. Ukraine đang gặp nhiều khó khăn về huy động nhân sự và đào tạo tân binh. Tổng thống Zelensky cuối năm ngoái cho biết, quân đội nước này đề xuất huy động thêm 450.000 đến 500.000 tân binh để tiếp tục cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, việc tuyển thêm quân là bài toán khó với Kiev. Khi không còn nhiều người sẵn sàng nhập ngũ sau 2 năm xung đột, Ukraine được cho là có khoảng 500.000 đến 800.000 quân chính quy và khoảng 400.000 quân dự bị trước xung đột. Nga có lực lượng dự bị lớn hơn nhiều và có thể tuyển quân dễ dàng hơn nhờ dân số đông. Nga là một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới, khoảng 1,1 triệu quân chính quy và 1,5 triệu quân dự bị. Chiến thuật của Nga và Ukraine trong các trận đánh then chốt là nguyên nhân khiến hai bên hứng chịu tổn thất lớn về nhân mạng để tấn công các thành trì chiến lược của Ukraine. Nga sẵn sàng huy động lực lượng bộ binh lớn, liên tiếp mở các đợt xung kích
đồng thời sử dụng hỏa lực tối đa để phá hủy mọi công trình phòng thủ của đối phương. Điều này khiến Bakhmut trở thành một cối xay thịt ở miền đông Ukraine. Mỹ ước tính Nga chịu 100% thương vong trong 5 tháng giao tranh tại đây, trong đó khoảng 20.000 tay súng Wagner. Phía Ukraine được cho là mất khoảng 20.000 người, nhưng phần lớn trong số đó là những binh sĩ tinh nhuệ, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Từ tháng 10 năm 2023, Nga tấn công vào thành phố chiến lược Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Bắt đầu trận chiến mệt mỏi kéo dài hơn 4 tháng cho đến khi lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố vào ngày 17 tháng 2. Trong thời gian này, lực lượng Nga hứng chịu hơn 47.000 thương vong, trong đó 17.000 người thiệt mạng. Bakhmut và Avdiivka là hai ví dụ rõ ràng về việc Nga sẵn sàng dồn quân và chấp nhận tổn thất cho đến khi giành được chiến thắng. Theo giới quan sát, chiến trường Ukraine còn là nơi nhiều thiết bị quân sự hiện đại của cả hai bên bị phá hủy. Số liệu được quân đội Nga công bố ngày 22 tháng 2 cho thấy nước này mất 6.523 xe tăng, 12.400 xe bọc thép và 9.867 hệ thống pháo, trong khi Ukraine mất 15.149 xe tăng và xe bọc thép, cùng hơn 8.100 hệ thống pháo. Ước tính của Viện Nghiên cứu Quốc tế EES của Anh chỉ ra khoảng 3.000 xe tăng Nga bị phá hủy, hư hại hoặc bị bỏ lại trong 2 năm qua. Tổ chức này thêm rằng Moscow đã tổn thất khoảng 2.000 xe bọc thép chở quân đội và xe chiến đấu bộ binh trong 12 tháng qua. Hồi tháng 1, Bộ trưởng Heppy của Anh nói với Nga mất khoảng 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực và 4.900 xe bọc thép. Tuy nhiên, Nga đã triển khai các phương tiện thay thế từ kho dự trữ và tăng cường sản xuất quốc phòng để bù đắp tổn thất. Reuters cho biết Nga cũng có kho dự trữ đáng kể, trang thiết bị từ thời Liên Xô để sẵn sàng sử dụng. Nga hiện có khoảng 1.750 xe tăng chiến đấu chủ lực đủ loại đang hoạt động, từ T-55 tới T-90 và ước tính có thêm vài nghìn chiếc trong kho. Lực lượng tăng thiết giáp Ukraine đã thay đổi nhiều trong 2 năm qua khi phương Tây bổ sung những chiếc xe tăng chuẩn NATO cho đội xe thời Liên Xô của nước này. Kiev hiện có khoảng 937 xe tăng, trong đó có mẫu Leopard của Đức và Abrams của Mỹ. Giới quan sát nhận xét Nga đang có lợi thế về thiết bị quân sự khi Ukraine phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ phương Tây và ngành công nghiệp quốc phòng bị tổn hại nghiêm trọng vì xung đột. Ông cho rằng Ukraine có thể cầm cự trong tương lai gần, nhưng thiếu khả năng bù đắp tổn thất như Nga. Bước sang năm thứ 3 xung đột, Ukraine đang tiếp tục chờ đợi những lời hứa viện trợ quân sự từ phương Tây để duy trì cuộc chiến trong những tháng tới. Đã có một số nỗ lực để đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán nhằm kết thúc cuộc chiến. Moscow và Kiev đã tham gia 5 vòng đàm phán tại Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ, song tất cả đều sụp đổ khi các bên không tìm được tiếng nói chung. Ukraine cũng đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm để tạo cơ sở cho 5 hội nghị thượng đỉnh quốc tế, nhưng đều không có sự tham gia của Nga. Tổng thống Vladimir Putin nói sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev, song phải dựa trên lợi ích quốc gia của Moscow. Tuy nhiên, lãnh đạo Nga cũng từng khẳng định hòa bình ở Ukraine sẽ xảy ra sau khi phi phát xít hóa, phi quân sự hóa Ukraine, hai mục tiêu mà Điện Kremlin đã nêu ngay từ đầu cuộc chiến. Trong khi đó, Kiev tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng để giành lại lãnh thổ. Nhưng Anatole Levin và George Beebe, hai chuyên gia của Viện Quincy ở Mỹ, nhận định hiện có rất ít triển vọng thực tế Ukraine có thể giành chiến thắng bằng biện pháp quân sự. Khi chiến sự bước vào năm thứ 3, Ukraine đối mặt nguy cơ cạn kiệt nhân lực, đạn dược và để ngỏ cánh cửa cho cuộc phản công tàn khốc của Nga. Họ cảnh báo và rất ít hy vọng về xung đột sớm kết thúc. Thương vong và tổn thất của cả hai bên sẽ tiếp tục tăng lên. Tương lai xung đột Nga-Ukraine sau 2 năm chiến sự. 2024 sẽ là thời gian khó khăn cho cả Ukraine lẫn Nga khi cuộc chiến bước sang năm thứ 3 với tổn thất ngày càng lớn và thế giằng co chưa thể tháo gỡ. Trong 2 năm qua, Nga và Ukraine đã chứng kiến nhiều biến động trên chiến trường trong cuộc xung đột khốc liệt nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ 2. Nhưng khi chiến sự bước vào năm thứ 3, bế tắc lại là từ được sử dụng nhiều nhất. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Nga đã phá được thế bế tắc chiến trường và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở thành trì Avdiivka tại tỉnh Donetsk. Nhưng nhiều chuyên gia quân sự không tin rằng chiến dịch công phá Avdiivka đủ tạo ra bước ngoặt chiến lược khi Nga khó nhanh chóng tập trung đủ binh lực, khí tài để tạo ra kết quả tương tự ở những đô thị khác trên phòng tuyến Ukraine. Thế giằng co trên chiến trường đã ngăn chặn những thay đổi mang tính quyết định khi cả hai bên đều hứng chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường. Mặt trận đấu tranh chủ yếu hiện nay là bàn cờ chính trị,
với tính toán của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng tình trạng chia rẽ và mệt mỏi vì chiến sự ở phương Tây sẽ mang lại cho ông chiến thắng cuối cùng trên thực địa. Niềm tin của ông Putin dường như được củng cố khi Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine do vấp phải sự phản đối từ phe Cộng hòa. Nhưng trong hoàn cảnh đó, châu Âu lại đang phát huy vai trò của mình. Lo ngại về hậu quả đối với an ninh khu vực nếu Mỹ rút lui và Ukraine thất bại, các nước châu Âu gần đây đã tăng cường viện trợ, cam kết cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Kiev. Điều này đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong thái độ của châu Âu so với những ngày đầu của xung đột. Nhưng giới chuyên gia cho rằng nó vẫn chưa đủ để giúp Ukraine lật ngược tình thế. Theo giáo sư Ursula Einstein, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Á-Âu, Nga và Đông Âu tại Đại học Soestal, tình trạng bế tắc hiện tại sẽ tiếp diễn trong năm thứ ba chiến sự. Cả Nga lẫn Ukraine đều sẽ không thể giành được thắng lợi quân sự toàn diện, cũng như không bên nào sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Sau thắng lợi ở Avdiivka, Nga đang giành được nhiều lãnh thổ hơn, nhưng với cái giá là tổn thất lớn cả về sinh lực và khí tài. Ukraine đang chuyển sang thế phòng thủ sau chiến dịch phản công thất bại năm 2023 và cũng phải chịu thương vong đáng kể. Cả hai nước đều cần huy động thêm quân, nhưng Nga dường như sẽ không tổ chức gọi nhập ngũ quy mô lớn trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới. Đối với Ukraine, quốc gia có dân số chưa bằng 1/3 Nga, nỗ lực tuyển quân sẽ ngày càng khó khăn hơn khi sĩ khí và tinh thần của người dân xuống thấp sau thất bại ở Avdiivka, Stein phân tích. Tương tự, xung đột còn phụ thuộc vào khả năng duy trì nguồn cung vũ khí của mỗi bên. Nga đến nay vẫn cho thấy họ đủ khả năng đảm bảo khả năng sản xuất xe tăng, tên lửa và đạn dược cho tiền tuyến. Ukraine lại phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí cũng như hỗ trợ tài chính từ châu Âu và Mỹ. Việc Liên minh châu Âu EU gần đây phê duyệt khoản hỗ trợ tài chính trị giá 54 tỷ đô la Mỹ sẽ cho phép bộ máy chính quyền Ukraine tiếp tục hoạt động và các thành viên châu Âu của NATO cũng đã hứa cung cấp thêm một số vũ khí. Nhưng Mỹ vẫn đóng vai trò chủ chốt, đây là nhà cung cấp vũ khí tiên tiến quan trọng nhất và những tranh cãi chính trị hiện nay tại nước này có thể đe dọa khả năng tiếp tục chiến đấu của Ukraine. Stein lưu ý, nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và nếu chính phủ Mỹ không đẩy nhanh việc chuyển giao các loại vũ khí hiện đại mới, cơ hội để Ukraine đẩy lùi Nga vào năm 2024 sẽ càng bị thu hẹp. Có rất ít triển vọng đàm phán để chấm dứt xung đột trong năm nay. Điện Kremlin đã nói rõ ràng họ không quan tâm đến những cuộc đàm phán không dẫn đến việc Ukraine đầu hàng. Ukraine trong khi đó vẫn tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng. Nga đang chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 và hy vọng rằng Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ rút lại những hỗ trợ cho Ukraine. Trong trường hợp này, khả năng tồn tại của Ukraine như một quốc gia độc lập có chủ quyền sẽ bị đặt dấu hỏi, với tất cả những tác động dây chuyền đến an ninh của châu Âu và hơn thế nữa, Stein nói. Theo David Petraeus, cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, tướng quân đội Mỹ về hưu, không thể có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi tương lai xung đột Nga-Ukraine sẽ như thế nào, bởi nó còn phụ thuộc vào rất nhiều diễn biến quan trọng trên thực địa. Đầu tiên là mức độ hỗ trợ mà Quốc hội Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine. Washington đã cung cấp lượng viện trợ quân sự gần bằng toàn bộ châu Âu cộng lại. Hơn nữa, các quyết định của Mỹ về việc cung cấp một số loại vũ khí nhất định như xe tăng và tiêm kích thường mở đường cho các quốc gia khác làm theo. Trong phạm vi hỗ trợ an ninh, một số hạng mục sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Petraeus cho hay, chúng gồm các hệ thống cho phép Ukraine xác định, theo dõi và tiêu diệt máy bay không người lái UAV, tên lửa, rocket và chiến đấu cơ Nga. Ukraine cũng rất cần tên lửa tầm xa có độ chính xác cao, máy bay phương Tây, đạn pháo và các loại đạn chùm bổ sung, vốn đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại các cuộc tấn công từ Nga. Quan trọng không kém là nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm thắt chặt các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đối với Nga, đồng thời ngăn chặn những nỗ lực né tránh. Thực tế cho thấy các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đến nay vẫn chưa thể bóp nghẹt kinh tế Nga đến mức khiến họ phải từ bỏ chiến dịch tại Ukraine. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường là việc liệu 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ của Nga hiện bị đóng băng ở các nước phương Tây có được chuyển cho Ukraine hay không. Sáng kiến đã bị trì hoãn từ lâu nay. Nếu được thông qua, sẽ giúp Ukraine khắc phục thiệt hại từ chiến sự và xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ của riêng mình. Petraeus nhận xét, cuối cùng diễn biến của cuộc chiến phụ thuộc vào khả năng học hỏi và thích ứng của mỗi bên trước mỗi thay đổi trên chiến trường. Từ phát triển, sản xuất và sử dụng các hệ thống vũ khí hay công nghệ mới đến nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, binh sĩ và đơn vị chiến đấu. Năm nay, nhiều khả năng là một năm đầy khó khăn nữa đối với cả đôi bên.
Hai năm trôi qua, cuộc xung đột rõ ràng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, Bichelis nói. Sri Raja Mohan, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Singapore, nhận định năm 2024 sẽ kiểm tra năng lực của tất cả các bên trong việc duy trì mối gắn kết nội bộ trong bối cảnh chi phí chiến sự tăng nhanh. Nga đến nay vẫn xử lý tốt những mối chia rẽ liên quan tới cuộc xung đột, nhưng khó có thể tin rằng cái giá phải trả về kinh tế và nhân lực sẽ không tạo ra những tác động chính trị nhất định. Câu hỏi đặt ra là với phương Tây hiện tại là liệu họ có thể ngăn chặn những rạn nứt trong chính sách với Ukraine trở thành chia rẽ không thể hàn gắn hay không? Nhìn bề ngoài, ưu thế kinh tế to lớn của phương Tây so với Nga sẽ dễ dàng cho phép Ukraine chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu. Nhưng hai năm qua cho thấy, phương Tây đã luôn phản ứng chậm và để Ukraine vượt mất nhiều cơ hội. 2024 sẽ cho chúng ta biết liệu phương Tây có thể đưa ra chiến lược hỗ trợ và cung cấp để giúp Kiev duy trì sức mạnh chiến đấu với quân đội Nga trong ngắn hạn và giành chiến thắng trong một cuộc xung đột mà có thể sẽ kéo dài hơn nhiều người mong đợi hay không. Mohan nói. Vâng thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng đã điểm qua khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ, thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.